Địa cảm ơn lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, các chính đảng và bạn bè quốc tế. Trong những ngày qua, Trước sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức quốc tế, các chính đảng và bạn bè quốc tế từ 103 nước, vùng lãnh thổ và 32 tổ chức quốc tế đã gửi gần 500 thư, điện, thông điệp chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lương Cường, các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước khác, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. 100 đoàn quốc tế đã đến viếng và gửi hoa chia buồn tại Việt Nam và hơn 3.500 đoàn đã đến viếng đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các cơ quan đại diện Việt Nam trên khắp thế giới. Trong các thư, điện, thông điệp chia buồn lãnh đạo các nước các tổ chức quốc tế các chính đảng và bạn bè quốc tế đã dành những tình cảm sâu đậm niềm tiếc thương vô hạn và sự kính trọng lớn lao đối với đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng tôn vinh những đóng góp của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đối với sự phát triển của việt nam và quan hệ giữa việt nam và các đối tác bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác với việt nam trên tất cả các lĩnh vực trân trọng sự đoàn kết sẻ chia của các nước các đối tác các đảng và bạn bè quốc tế ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tô lâm thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam phạm minh chính chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trần thanh mẫn thường trực ban bí thư trung ương đảng cộng sản việt nam lương cường các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước khác đã có thư điện gửi lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, các chính đảng và bạn bè quốc tế cảm ơn tình cảm đặc biệt và những lời thăm hỏi, động viên trước mất mát to lớn của Đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia đình đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước mong muốn cùng các nước, các đối tác tiếp tục thực hiện tâm nguyện của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước, các đối tác ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, đáp ứng lợi ích của người dân mỗi nước và đóng góp vào hòa bình, hợp tác, thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn mãi trong lòng dân. Hôm 26 tháng 7, vị lãnh đạo đáng kính và đặc biệt xuất sắc của đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về với đất mẹ, nhưng ông sẽ sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam cùng bạn bè quốc tế. Khi nói về Tổng Bí thư, dù là bất kỳ ai cũng đều dành cho ông những tình cảm cao nhất, đáng trân trọng nhất. Anh Lưu Bình Long, phó trưởng phòng Nội vụ Ủy ban nhân dân quận 5 chia sẻ, tôi cùng nhiều đồng nghiệp khác tại cơ quan hết sức bàng hoàng, đau buồn, tiếc thương khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Đây là một mất mát lớn lao không chỉ đối với Đảng mà còn đối với cả dân tộc Việt Nam. Trong mắt anh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một người con ưu tú của dân tộc ông đã dành cả cuộc đời, sự tận tụy đến hơi thở cuối cùng để công hiến cho sự nghiệp cách mạng, luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, trung kiên và hết lòng vì dân, vì nước. Tổng bí thư đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước, nổi bật là công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ với phương châm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mang lại niềm tin cho nhân dân, Ông cũng là người đã góp sức xây dựng, nâng cao năng lực sức chiến đấu của Đảng và có nhiều thành tựu to lớn trong đường lối đối ngoại của đất nước. Ông là tấm gương sáng về đạo đức và lối sống giản dị, gần gũi với nhân dân. Tôi cảm thấy rất tự hào về những thành tựu mà đất nước đã đạt được dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự quyết tâm và tinh thần cống hiến của ông đã truyền cảm hứng cho tôi và nhiều cán bộ công chức khác. Anh chia sẻ rồi bảo Tấm gương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ mãi là nguồn cảm hứng và động lực to lớn cho thế hệ cán bộ, đảng viên công chức phấn đấu noi theo. Ông từ tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và sự quyết tâm trong công việc đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước. Với tất cả tình cảm, sự yêu mến, kính trọng, tôi và các thế hệ cán bộ, công chức sẽ tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển và thịnh vượng. Ông Long khẳng định ổn định nhờ các quyết định kịp thời của Tổng Bí thư. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Bí thư Đảng ủy phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh nói, ngày nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, bà rất bàng hoàng, lặng người một lúc lâu. Cảm xúc lớn nhất trong tôi lúc ấy là tiếc thương cho sự ra đi của một người lãnh đạo hết lòng vì nước, vì dân và chăm lo cho sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bà Thảo chia sẻ, rồi nhớ lại thời điểm thành phố Hồ Chí Minh mình chống dịch Covid-19. Khi đó, phường 9 là địa bàn có địa giới hành chính lớn nhất quận và dân số đứng thứ hai với nhiều con hẻm nhỏ. Tính chất cộng đồng lây lan nhanh. Khi đó, nhờ có chủ trương, chỉ đạo kịp thời của Tổng Bí Thư cũng như lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh mà phường kịp thời phong tỏa, cách ly giảm thiểu tối đa mất mát. Cạnh đó, việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển, thấy rõ nhất ở phương 9 là điều kiện sản xuất kinh doanh ngày càng tốt số lượng doanh nghiệp và hộ kinh doanh tăng lên khá nhiều, đời sống người dân được chăm lo ổn định. Ông Nguyễn Quyết Thắng, bí thư huyện ủy huyện Củ Chi cũng nhìn nhận giai đoạn dịch COVID-19 là thời điểm khó khăn chưa từng có của cả nước. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và sự đồng lòng của nhân dân, Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của dịch bệnh để từng bước ổn định và phục hồi, phát triển kinh tế sau dịch. Thời điểm đó, trên tinh thần thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, huyện Củ Chi đã quyết tâm giữ vững vùng xanh của thành phố và thực hiện nhiều biện pháp nghiêm ngặt để phòng ngừa dịch COVID-19 lây lan. Qua đó, huyện Củ Chi là một trong những địa phương thành công khống chế dịch bệnh và bước vào giai đoạn vừa chống dịch vừa phục hồi kinh tế. Có thể nói, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, thử thách trong nhiệm kỳ của mình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại những dấu ấn đặc biệt sâu sắc mà cả thế giới phải công nhận. Đầu tiên là về công tác xây dựng Đảng chính quyền, Tổng Bí Thư đã kiên quyết trong công cuộc phòng chống tham nhũng. Nhiều vụ án lớn được phanh phui, giúp tạo dựng niềm tin với nhân dân, dần dần loại bỏ nguy cơ từ trong nội tại của hệ thống chính trị. Thứ hai là dấu ấn ngoại giao với chính sách, ngoại giao cây tre. Việt Nam đã trở thành đối tác tin cậy với nhiều địa phương trên thế giới. Cuối cùng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương mẫu mực, là người cộng sản kiên trung và là một trong những người mà tôi cần phải học hỏi rất nhiều để phát triển bản thân ngày càng tốt hơn nhằm phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cộng đồng mạng xã hội bày tỏ lòng tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dùng trên các trang mạng xã hội đã cùng nhau bày tỏ lòng tiếc thương qua những vần thơ, bản nhạc Thông qua mạng xã hội Facebook, chàng trai Hoàng Văn Vững, 23 tuổi, quê ở Nghệ An, hiện là du học sinh tại Nhật Bản, gửi gắm nỗi buồn, nỗi đau thương qua từng nét vẽ. Trong đoạn clip đăng tải, chàng trai tỉ mỉ dành 4 tiếng khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai tay cầm hai bút song song, khiến người xem cảm thán và xúc động. Trên mạng xã hội Instagram, nhiều tài khoản yêu văn học được bác Nguyễn Phú Trọng truyền cảm hứng thông qua những câu nói chia sẻ thấm đượm giá trị nhân văn đời người chỉ sống có một lần phải sống sao cho có ý nghĩa để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện đớn hèn vô liêm sỉ tiền bạc lắm làm gì chết có mang theo được đâu danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất